vận hạn năm 2023 của tuổi mùi, cơ hội đổi đời cho những ai chủ động nắm bắt. Bước tiếp các khí còn lại của tử vi tuổi mùi năm nhâm dần 2022. Bước sang năm quỷ mão hứa hẹn cũng sẽ là một năm nhiều may mắn đối với đường số khi được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều các tin trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, người tuổi mùi hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để phương lên. Luận về công việc Người tuổi mùi duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp nên công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều mục tiêu bạn đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm, đem lại nhiều niềm vui và động lực cho tương lai. Luận về phương diện tài chính, chuyện làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi khi bạn dễ dàng nhìn nhận được đâu là cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức. Thời điểm này, quan hệ của bạn với khách hàng, đối tác cũng tốt. Thích hợp để mở mang lĩnh vực kinh doanh buôn bán, chắc hẳn sẽ đem về một khoản tiền lớn. Luận về tình cảm vận trình tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp khi được hàng loạt các cát tinh như phượng cát Long trì chiếu mệnh. Dù bạn còn độc thân hay đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình. Luận về sức khỏe cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng giúp đường số duy trì được thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc yên tâm chữa bệnh ác bệnh tật thuyên giảm. Xem tử vi chi tiết cho tuổi mùi năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. Một luận về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của những chú dê có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Người tuổi mùi cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con nhấp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với cuồng quay của mọi người người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể cùng phát triển hãy luôn học hỏi thêm những kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể tạo dựng hình ảnh của bản thân nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức phát huy khả năng. Tuy nhiên, thời điểm này trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ phướng phải tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn vốn là người có tài, xong đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. 2. Luận về phương diện tài lộc. Vận hạn tuổi mùi năm 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của những chú dê trở nên cực kỳ hành thông trong năm quý mão này bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp. Xong, người tuổi môi lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án tích hợp nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm 2023, khi các công việc đã gào đi vào quần quay và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, người tuổi mùi còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Còn giáp này có thể được coi đây là động lực để tiếp thêm sự cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các nghề tài trải tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng khách hàng, khiến các nguồn thu phụ trải về tuổi đều đặn. 3. Luận về phương diện tình duyên Bước sang năm quỷ mão 2023 này, những chú dê nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay. Dù là con độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người con độc thân, chịu tác động tích cực của cục diện tam hợp, bạn dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích lũy tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp được người phù hợp với bản thân mình. Những người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Nếu bạn cần làm trong thời điểm này là mở lòng mình nhiều hơn, thử tham gia các cuộc gặp gỡ, nhất là đối với những người có quan điểm sống hợp với mình, có đức tính khiến mình quỷ mến với người đã có đôi có cặp, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh chấp giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh còn cái có thể gặt hái được những thành tích cao khiến bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho người tuổi mùi bớt đi nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của người tuổi môi được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể an tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, người tuổi mùi cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Hãy lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Xem tử vi từng tuổi mùi trong năm quý mão 2023 một tuổi Mùi sinh năm 1967 năm Quý Mão 2023 là một năm yên bình đối với người tuổi Mùi sinh năm 1967 Bạn mệnh không gặp phải biến cố gì lớn lao chỉ cần tập trung vào công việc của mình không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác thì các mối quan hệ sẽ hòa hảo bạn được nhiều người yêu mến phương diện tài chính nhìn chung ổn định các công việc chính đem lại nguồn thu không quá nhiều đột phá nhưng không cần phải lo thua lỗ. Bạn tạo dựng được niềm tin và chỗ đứng của mình trên thị trường nên có một lượng khách hàng trung thành, cổ định. Quan hệ vợ chồng, con cái ổn định vì đã sống với nhau lâu nên vợ chồng vô cùng ăn ý là động lực thúc đẩy vượt qua khó khăn và gặt hái được thành công ở thời điểm bạn cần phải chăm lo con cái vì con cái phải đối diện với những bước ngoặt của cuộc sống. Hai Người tuổi mùa sinh năm 1979 với người tuổi mùi sinh năm 1979 có một năm phát triển nhanh chóng, bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong công việc và nhận được sự tán phục của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn mệnh trở nên kiêu ngạo quá mức, chủ động gây xích mích với bạn bè hay đồng nghiệp. Chuyện làm ăn kinh doanh có chuyển biến đáng kể khi bạn tìm được hướng đi mới cho mình. Có thể quá trình mới bắt đầu, bạn sẽ gặp một vài khó khăn. Xong, bạn hoàn toàn có bản lĩnh, biến thử thách thành cơ hội. Trong gia đình, vợ chồng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn xích mích, xong mọi chuyện đều không quá to tác, bạn biết kiềm chế được tính nóng nảy của mình và biết thông cảm hơn cho nửa kia. ba Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 với người tuổi mùi sinh năm 1991, năm Quý Mão 2023 mở ra nhiều cơ hội vươn lên gặt hái thành công cho bản mệnh. Bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Chuyện đầu tư kinh doanh tiến triển tương đối thuận lợi, bạn biết bình tĩnh đánh giá tình hình, chứ còn không vội vàng nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, nhờ vậy bạn thu về khoản lời lãi ổn định, tránh được nhiều thất thoát không đáng có với các cặp vợ chồng nhìn chung duy trì được mối quan hệ hài hòa ổn định bạn không còn hiểu thẳng trong mỗi cuộc tranh cãi đồng thời biết đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu mọi chuyện mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng nhẹ nhàng 4 người tuổi mùi sinh năm 2003 năm 2023 người tuổi mùi sinh năm 2003 đón nhận nhiều thử thách cũng như nhiều cơ hội. Trong lĩnh vực học tập, bạn nên chăm chỉ học hành để nhanh chóng tích lũy kiến thức mai sau áp dụng vào thực tế cuộc sống. Nếu muốn cải thiện cuộc sống của mình, bạn có thể bắt đầu với các công việc làm thêm. Quá trình va chạm ngoài xã hội không chỉ giúp bạn có thêm đồng ra, đồng vào mà còn rèn luyện bản lĩnh giúp bạn có những kinh nghiệm vượt xa bạn bè đồng trang lứa bạn cũng nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Nếu có ai bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn có thể cho đối phương một cơ hội để kéo gần khoảng cách. Đừng lo lắng quá nhiều vì bạn còn trẻ nên hãy lắng nghe trái tim mình. 5. Người tuổi mùi sinh năm 2015 Bạn mệnh sinh năm 2015 vẫn còn nhỏ tuổi nên không phải lo lắng gì về các phương diện của cuộc sống cha mẹ nên nhắc nhở trẻ nhỏ tập trung vào chuyện học hành sinh hoạt có giờ giấc khoa học không nên ham chơi mà quên học dù làm nhiều hay ít thời gian rảnh các bậc cha mẹ cũng phải nên chú ý đến đời sống tinh thần của con cái hãy thường xuyên trò chuyện với con của mình hoặc làm bạn với chúng như vậy trẻ sẽ luôn giữ được trạng thái vui vẻ và thân thiện phương diện sức khỏe nhìn chung không có gì đáng lo trẻ nhỏ thời điểm này nên chú ý vận động hợp lý không nên ngồi một chỗ quá lâu hoặc đắm chìm trong các trò chơi điện tử điện thoại việc ăn uống cũng cần cân bằng dinh dưỡng để có thể phát triển ổn định 6. người tuổi mùi sinh năm 1955 đoạn vận khí cát lành trong năm mới. Người tuổi ất mùi sẽ trải qua một năm khá yên bình, ít thay đổi hay xáo trộn trong cuộc sống. Tuổi này đương số nên nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, thi thoảng đỡ đần con cháu trong việc trông coi nhà cửa là được rồi, không cần phải tất bật lo toan nữa. Sức khỏe của người tuổi ất mùi khá ổn định, hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng mà thi thoảng cảm thấy có những biểu hiện như cảm son thông thường gia đạo đa phần trong ấm ngoài em ít xảy ra mâu thuẫn cãi vã bầu không khí trong gia đình bình an xuyên suốt cả năm